Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng, tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chương 5. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Thật, anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.
vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Chương 13. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Vả, có một người Sorea thuộc về một họ hàng của chi phái Đan tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistin. Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng: Một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi, diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng: Kìa, ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến. Manoa đứng dậy đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Người đáp: Ấy là ta. Manoa tiếp: Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn. Nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Bây giờ, Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn thực vật của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Vả, Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Manoa bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Manoa té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Manoa và vợ người nữa. Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng: Quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vợ đáp rằng: Nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Là lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người,
tại trong dinh đan giữa khoảng Sorea và Etaon. Chương 14. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: "Con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con." Cha mẹ người nói rằng: "Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao?" Samson đáp cùng cha rằng: "Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con." Vả, cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philistine. Lúc bấy giờ dân Philistine quản hạt Israel. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một sư tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng. Đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật. Người bụng mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc. Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. Vừa thấy chàng, người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Samson nói: "Tôi sẽ ra cho anh em một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ." Chúng đáp rằng: "Hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe." Vậy chàng ra cho chúng rằng: "Của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra." Trong 3 ngày chúng không giải được câu đố. Đến ngày thứ 7 chúng nói cùng vợ Samson rằng: "Hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng?" Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng: "Quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi." Người đáp: "Kìa, ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao? Trong 7 ngày ăn tiệc nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ 7 người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng người. Đoạn nàng giải lại cho người dân sự mình. Vậy ngày thứ 7 trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng: "Có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử?" Samson bèn đáp: "Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta." Bây giờ thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đi xuống Ách-ca-lôn, giết 30 người, cướp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố. Đoạn người nổi giận phừng phừng trở lên về nhà cha mình. Vợ Samson bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Chương 15. Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Samson đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con và nói rằng: "Tôi muốn đi đến cùng vợ tôi ở trong phòng nàng." Nhưng cha nàng không cho phép người vào, bèn nói rằng: "Ta ngờ ngươi ghét nó, nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng lịch sự hơn nó sao? Vậy hãy lấy em nó thế cho." Samson đáp rằng: "Nếu lần này ta làm hại cho dân Philistine, thì ta cũng vô tội." Vậy
Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đuốc giữa hai đuôi. Người đốt đuốc thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Philippines. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì chưa gặt vào các vườn olive. Dân Philippines hỏi, ai đã làm điều đó? Người ta đáp, Samson, rể của người Thimna, bởi vì người Thimna bắt vợ hắn mà gả cho một người bạn của hắn. Dân Philippines bèn đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. Samson nói, nếu các ngươi làm như vậy thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chịu an nghỉ. Người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể. Đoạn, người đi xuống và ở tại hang đá Etam. Bây giờ, dân Philippines đi lên, đóng trại tại Juda và tràn ra đến Lê Chi. Người Juda nói cùng chúng rằng, cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta? Chúng đáp, chúng ta lên đây ấy đặng trói Samson, chúng ta sẽ đãi hắn y như hắn đã đãi chúng ta. 3.000 người Juda bèn xuống hang đá Etam mà nói cùng Samson rằng, ngươi há chẳng biết rằng dân Philippines là chủ chúng ta ư? Vậy sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta? Người đáp, ta đãi chúng nó như chính chúng nó đãi ta. Chúng lại nói rằng, chúng ta xuống đặng trói ngươi để nộp ngươi vào tay dân Philippines. Samson tiếp, hãy thề cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta. Chúng đáp rằng, không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi nộp vào tay dân Philippines, chứ chẳng muốn giết ngươi đâu. Vậy chúng bèn trói người bằng hai sợi dây mới và dắt ra khỏi hang đá. Khi đến Lê Chi, dân Philippines ra đón người và la tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tin, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1.000 người. Bây giờ Samson nói rằng, với một hàm lừa, giết chất thay từng đống. Với một hàm lừa, ta đánh 1.000 người. Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình và đặt tên chỗ đó là Ramat Lechi. Bởi người bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúa đã ban cho tôi tới Chúa sự giải cứu lớn lao này. Hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao? Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bọng ở tại Lê Chi, có nước chảy ra. Samson uống thì tâm thần người hồi tỉnh và lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối này là En Ha Kore cho đến ngày nay. Suối ấy ở tại Lê Chi. Nhằm thời kỳ dân Philippines quản hạt Israel thì Samson làm quan xét nơi Israel trọn 20 năm. Chương 16. Samson đi đến Gaza, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng, rựng sáng chúng ta sẽ giết hắn. Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya, người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, nhổ nó lên luôn với cây then, vác trên vai và đem lên chót núi đối ngang Hebron. Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Soret tên là Dalila. Các quan trưởng Philippines đến nhà nàng mà rằng, hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1.100 miếng bạc. Dalila nói cùng Samson rằng, tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng. Samson đáp, nếu người ta trói tôi bằng 7 sợi dây cung tươi và còn ướt thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác. Các quan trưởng Philippines đem cho Dalila 7 sợi dây tươi và còn ướt, nàng lấy trói người. Và tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục. Nàng nói, ớ Samson, người Philippines xông hãm ngươi.
Xong, người bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được. Dalila nói cùng Samson rằng: "Này, chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Xin bây giờ tỏ cho tôi phải lấy chi trói chàng?" Người đáp: "Nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới chưa hề có ai dùng, thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác." Vậy Dalila lấy dây lớn mới trói Samson rồi nói rằng: "Ở Samson, người Philistine xâm hãm người, vả có binh đang phục trong một phòng, nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh tay y như một sợi chỉ vậy." Dalila nói cùng Samson rằng: "Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi?" Người đáp: "Nàng cứ dệt 7 lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh chỉ của nàng." Dalila lấy con sẻ cột chặt lại rồi la rằng: "Ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cưỡi ra luôn với canh chỉ. Bây giờ nàng mới nói rằng: "Làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng? Bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn nơi chàng." Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: "Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác." Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng: "Lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi." Vậy các quan trưởng Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói: "Ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Người thức dậy mà rằng: "Ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó." Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Và các quan trưởng Philistine nhóm lại đặng dân của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: "Thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta." Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng: "Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người." Đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: "Hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta." Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: "Hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó." Vả đền đầy những người nam người nữ, và hết thảy các quan trưởng Philistine đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistine về sự mất hai con mắt tôi." Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cây đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: "Nguyện tôi chết chung với dân Philistine." Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn
là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thây người về, chôn tại giữa Sorea và Etaon trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.